thì ghê lắm này, ni lông này, giấy đi vệ sinh này, phân này, lon bia này, đó. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với YNK Adventure. Thì hôm nay là ngày thứ hai, ngày đi cắm trại của tụi mình. Thì mình mới thức dậy, mới pha xong ly cà phê. Thì như mọi lúc, mình sẽ quay lại cái quang cảnh mà hôm qua mình set up cho mọi người xem nó như thế nào. Đó, tại vì hôm qua, như mọi lúc thì mình tới sẽ rất là trễ. Sau khi set up thì trời tối, cho nên là mình không có quay được nhiều. Đó, thì đợt này là lại may mắn tiếp. Là cái chỗ mà mình chỉ cho mọi người á, mình hay đi á, là lại chưa có ai tới cắm trại, cho nên là mình set up như cũ luôn, treo bạt này, lều ở sau kia, toilet ở đây, xe mình để ở đây là rộng rãi thoải mái, mà chỗ này là một đường vào cho nên là không có ai vào đây làm phiền hết đó. Đó thì bây giờ vừa pha xong ly cà phê thì chuẩn bị làm đồ ăn sáng. Hôm nay á là có một món đồ ăn sáng hoặc ăn lúc nào cũng được, mà với mình thì rất là đặc biệt, mình muốn giới thiệu cho mọi người. Thì món đấy là món gì thì mời mọi người theo chân mình nhá. Đây, đây là cái món mà mình muốn giới thiệu với mọi người. Cái món này á là mình với vợ mình á là rất là mê luôn. Đặc biệt là những cái người mà ăn cay được á, mà ăn món này là thôi kiên luôn. Cái món này á là bún ốc Liễu Châu của Trung Quốc. Đó, là coi như là bún gói á. Nè, cho mọi người coi cận cảnh này. Nó có nhiều loại lắm, nhưng mà đây là cái loại mình hay ăn, với thêm một cái loại khác nữa thì lần sau mình sẽ giới thiệu cho mọi người. Là cái này á là ăn rất là cay luôn đó, nhưng mà rất là ngon. Và cái đồ topping mà đồ mà nó cho thêm ở trong cái gói này á là rất là nhiều. Một gói này á là $5, là mình thấy là một gói mì mà nó bự như thế này này, mà mở trong này ra mình sẽ cho mọi người xem là nó chất lượng như thế này, thì $5 là mình thấy là quá rẻ luôn á. Thì cái gói này thì nếu mà kiếm ở những cái shop mà thực phẩm châu Á thì chắc là có. Như bản thân mình á thì mình mua ở Northland. Đấy, thì bây giờ mình sẽ mở cái này ra cho mọi người xem. Xong cái rồi á là mình sẽ cho lên cái nồi nước mà mình đang nấu sôi này này. Lúc sáng mình dậy là mình start cái lò lửa rồi. Đó, thì bây giờ nước sôi. Thì cái này á là không như mì gói Việt Nam mình nhá. Cái này là phải nấu trên bếp lửa thì nó mới chín được. Đó, nước sôi rồi. Yeah. Giờ mở gói này ra cho mọi người xem trong này có cái gì. Rồi mình sẽ bỏ vào đây, nấu. Rồi bây giờ mình sẽ mở trong này ra cho mọi người xem nha. Thì sáng nay là vợ chồng mình sẽ pha hai gói, mỗi người một gói. Nhưng là bự vậy thôi, nhưng mà thực sự nó cũng nhiều khi mà pha xong, nhiều khi mà ăn hết á, nhiều lắm. Nó có cái mỡ này, xẻ ra rất là dễ này. Đấy. Rồi. Đây, cho mọi người coi phía trong này. Quá trời đồ luôn á. Lúc mà hai vợ chồng mình biết tới cái gói bún đấy nè, là mở ra là nhìn sốc luôn á. Kiểu chưa bao giờ mà mua kiểu mấy cái bún mà quá trời đồ topping luôn. Đây, thì cái này là cái bún khô của nó nhá. Đó, một gói như vậy, nhìn nó ít thôi nhưng mà khi mà mình luộc bún sống á, cho ra là một tô bự lắm á. Đó, thì cái này là mình phải luộc bún riêng này, xong rồi khi mà bún chín rồi á, nó nở to ra rồi á, thì bắt đầu phải cho vô một cái nồi, là cho nước vào lại, xong rồi bỏ gia vị vào. Đó, chứ không phải là giống như mì tôm là nấu nước sôi xong rồi thả bún vào xong rồi cho gia vị vào đó nha. Thì cái này trong cái hướng dẫn sử dụng của nó là nó kêu luộc bún á là mất khoảng 3 phút đó. Rồi. Đây, cái này á là có gói măng chua bự qua trời luôn. Mình ăn là mình mê cái măng chua này làm này rất là ngon, mà ăn không bao giờ hết. Nhiều khi tiếc lắm, ăn cái này nhiều khi tiếc là phải bỏ cơm nguội vào á, xong rồi ăn cùng, trời ơi nó ngon.
Không biết mọi người có cái thói quen đó không, cho mình ăn cái này hoặc ăn mì tôm á, là thường thường cuối là cho cơm vào ăn đỉnh luôn. Còn cái này là đậu que muối này. Đó, thấy đã chưa? Cái này là ớt. Giống như kiểu mà sa tế đó. Cái này là nấm meo, mộc nhĩ. Chưa? Rồi. Cái này á là cái nực cốt, nực nó gọi là nực ốc đấy. Đó, nực cốt nhá. Rồi. Còn cái này là giấm này. Thấy đầy đủ chất lượng chưa? Rồi còn cái này mới đặc biệt này. Cái này á. Cái này là cái đầu lạc chiên. Với là giống như tàu hủ kỳ với là đầu lạc. Đó, người ta chiên sẵn, người ta để trong cái bịch này là rất là giòn luôn. Mà cái này các bạn lưu ý là khi mà nấu mì xong rồi á, trước khi ăn rồi hàng bỏ vào, chứ đừng bỏ vào sớm nó bị yếu đi là mất ngon chứ. Đó, thì coi nè. Rồi, thì mình tóm tắt lại này. Có bún nha, có đậu que này. Rồi có măng này. Có cái tương ớt của nó này. Rồi có mộc nhĩ này. Cái nước nước cột ốc này. Rồi giấm này. Rồi mấy cái đồ topping. Đó. Một gói 5 đồng. Không tin được rồi. Quá rẻ. Mà vấn đề là nó rẻ mà nó ngon nữa. Chứ không phải là nó không ngon. Cho nên mình muốn giới thiệu với các bạn. Đó. Thì bây giờ nước sôi rồi, mình sẽ cho vào mình luộc bún trước. Để mình quay cho mọi người xem nhá. Rồi, bây giờ mình cho cái bún này vào luộc luôn nhá. Đó, nước sôi này. Vô. Luộc hai gói một lần luôn. Đó. Rạc này thì nhớ cất lại một chỗ, xong rồi đem về vắt chứ không xả rạc nha mọi người. Please. Nhất là mọi người đi những cái địa điểm mà mình giới thiệu cho mọi người á. Tại vì là hôm qua lúc mình tới nơi á, ở cái địa điểm này thì mình biết là ai tới đây. Kiểu nhiều người biết chỗ này á. Nhưng mà hôm qua tới nơi chỗ này thì xung quanh cái chỗ mình cắm trại á, người ta vất rạc dơ bừa bãi lắm. Thì để chút nữa đi. Chút nữa ăn uống xong xuôi rồi mình sẽ đi quay lại cho mọi người xem. Kiểu nhìn thấy hoài luôn á. Đây, giờ thì đậy nắp lại đợi nó sôi xong rồi cho nấu cỡ khoảng 7 phút á là vớt ra được. Rồi mọi người thấy nó sôi chứ này. Làm nãy giờ mình để cỡ khoảng hơn 7 phút rồi á. Đó. Mà lửa này là nó lớn nhá. Bây giờ mình sẽ đổ cái nước này đi nha. Cẩn thận là chứ không mất ăn. Nếu có găng tay thì hai cọng bún. Mà người chắt cái nước nhiều nhất có thể nhá. Rồi. Này chắc ok rồi này. Này, cho mọi người xem cái cọng bún này. Đó, cái bún này là khác cái bún Việt Nam của mình. Nó ăn giống sợi bún bò hả? Ăn này dai dai, ngon lắm. Rồi, bây giờ cho nước vào rồi mới cho lên nồi hả? Thì cứ để lên lại trong đó đi. Rồi, bây giờ cho lên trên này lại này. Xong cái đổ nước nóng vào. Cho nó sôi lại xong mình cho gia vị vào là ok nha. À, nếu mà thiếu thì chúng tôi cho thêm. Rồi bây giờ cho tất cả gia vị vào nhá. Mình sẽ cho cái nước ốc vào trước này. Khói quá.
có cách khác thông minh này. Có khách khác thông minh hơn. Cái khó là cái khôn. Mình đâu cần để thế này cho nó xối xong rồi bỏ vào như vậy chứ cho cực. Để ngoài thế này. Cho hết gia vị vào xong rồi cho lên trên lửa lại chứ. Khỏi tùm, chạy hết cả nước mắt mọi người ạ. Đúng là thanh niên ít khi nấu ăn. Hôm nay giả vờ quay vlog. Vùng về quá. Nhưng mà máy quá. Mình khăm ấp với cái ái bia. Lắng cần phải chịu khổ bỏ cái nồi này lên trên cái lò lửa nóng. Mà cho hết gia vị ở đây cho hết gia vị vào trong cái nồi trên cái bàn này. Xong cái cho lên lò lửa lại nó khỏe hơn. Chứ đừng là cái lò lửa này nó khói nó nóng lắm. Đây thì hai cái gói chili oil này mình sẽ để riêng ra. Tại vì sao mọi người biết không? Phải thêm hai cái gói giấm này nữa. Đó, mình sẽ để riêng ra. Vì là mỗi người ăn á thì cay về cái đồ chua nó khác nhau. Cho nên các bạn đừng có để hết cái gói đó. Tại vì tụi mình ăn lần đầu á, chưa rành. Cho nên là mình quất hết cả cái gói cái gói chili oil đó luôn. Wow, mà mình thuộc dạng dân ăn cay rồi nha. Ăn xong là đuổi luôn á. Đó, cho nên là bỏ vừa phải thôi. Tại vì cái đó các bạn để sau cũng được. Giống như kiểu dưa để một ít, xong mà ứng ăn cay thêm á, thì các bạn để sau cũng được, không ảnh hưởng gì hết á. Rồi cái giấm nữa, giấm thì mình để nhiều, mình chỉ để vừa vừa thôi. Thì như khẩu vị của vợ chồng mình á, thì mình sẽ cho, thay vì hai gói giấm thì mình chỉ cho một gói thôi. Đó. Yeah. Rồi. Còn cái ớt này này. Này này. Là tụi mình chỉ xài cỡ khoảng một nửa thôi. Đó. Nhất là đi cắm trại nữa. Hai gói tính thành phần tư. Hai gói là sẽ tính thành cỡ khoảng 1/4 thôi. Tại vì ăn cay nhiều đau bụng. Mà đi cắm trại nữa. Tao tháo rửa trại kịp. Vậy ăn cay quá nó cũng mệt. Ăn vừa đủ cay, vừa có gia vị là ngon. Đây, nếu đây, để con phân con lại, nếu mà người muốn giữ thì giữ. Gặp lại xong rồi cho vào cái gọi là cất lẫn được rồi. Yeah, này, cho mọi người xem này. Và wow, hấp dẫn chưa? Bây giờ cho lên lò lửa xong cái nó sôi lại là ok. Đã ha, này, coi cái ớt này. Nếu bỏ nửa một chút mình thấy không đủ thì mình cho thêm vào, không vấn đề gì cả. Đây, mọi người thấy nó sôi chưa? Nó sôi như thế này lại là ok nha, chứ không cần để lâu nha. Rồi, bây giờ mình bưng cái nồi này, đem ra ngoài bàn. Xong rồi múc ra tô. Hả? Rồi, hai tô bún mình vừa múc xong để lên tô rồi. Đó, bây giờ việc cuối cùng là cho đồ topping vào. Trời ơi! Mọi người thấy chất lượng chưa? Quay cho mọi người coi kỳ cái tô này này. Đó, nhìn cái topping nó đã không? Topping với đậu lạc. Này. 5 đồng quả giá trị luôn á. Đó. Rồi, thôi, bây giờ để mình bưng một tô lên. Xin phép mọi người ăn thử nha.
hấp dẫn quá. Mọi người coi này, có cái con bún này, quá đà luôn. Măng rồi mộc nhĩ, wow, chảy hết cả nước miếng mọi người. Rồi, xin mời mọi người nhá. Đây là bữa sáng của mình, bữa sáng này là hơi nắng. Để ăn thử này. Quá ngon. Cái đồ chua và cái đồ cay là vừa phải luôn. Tại tụi mình ăn quen rồi, cho nên vợ mình kéo để là quá hợp lý luôn. Quá ngon. Rồi, mình xin mời mọi người, nếu mà ai xem xong video clip á, mà không kiếm được cái chỗ mà mua cái mì này á, thì nhớ thả cái bình luận ở phía dưới, rồi mình sẽ chỉ cho mọi người cái chỗ mà mình mua nhá. Mình ăn uống no say rồi. Bây giờ nói về cái chuyện rác thì mình sẽ dẫn mọi người đi xem cái người mà trước mình á, người ta cầm chai ở đây á, người ta xả rác như thế nào. Quá dơ, không tưởng tượng nổi luôn, không biết ai. Rất là bực mình luôn á. Nhưng mà mình phải làm, tại vì là mình đi mình có cái có mang con chó của mình theo. Mà mình mà không dọn á thì nó vừa ảnh hưởng môi trường mà nó vừa ảnh hưởng tới con chó của mình nữa. Nó nhờ nó tới là ăn rác với đồ dơ dãi á, rất là bẩn. Rồi nhất là các bạn đi mà nếu mà có trẻ em đi cùng á, hoặc là có mang chó đi giống như tụi mình á, thì trước khi set up mọi thứ hoặc là set up xong xuôi thì mọi người nên đi đảo một vòng xung quanh xem có rác hay mảnh chai gì thì nên dọn trước khi cho trẻ con hoặc là chó đi ra chơi nhá, chứ không là rất là nguy hiểm luôn. Để bây giờ mình sẽ quay cho mọi người xem này. Này, mình quay cho mọi người xem này. Thấy ghê không? Này, ni lông này, túi ni lông này, giấy đi vệ sinh này, phân này, lòng bia này. Đó. Rồi bên này có chai bia này này. Thấy không? Đấy, mà đó, để như vậy mà nếu không dọn là chó mình tới là nó quất luôn rồi. Thì mình biết á, là coi đi chơi mà tự nhiên phải đi dọn phân cho người ta thì nó dơ dãi và nó cực. No. Đi dọn phân cho người ta là dơ dãi thì nó cực thiệt. Nhưng mà bây giờ phải làm thôi chứ để như vậy mình chịu không được. Ghê. Nhưng mà các bạn xem thấy video của mình á, thì mong các bạn là đừng làm theo người ta, đừng xả rác như thế này nha. Và nhất là cái việc mà đi toilet ở ngoài này này, nếu mà ai có cái toilet như mình á, thì đúng luật đó là phải đi cách cái bờ sông, cách cái mặt nước này này là 100 mét, và phải đào cái hố nữa, chứ không phải chơi kiểu lô thiên như thế này, quá dơ dãi luôn. Không, tha mình đi vào sâu trong kia xong mình đào cái hố á, là xong rồi đi xong lấp lại á, thì không có cái chuyện để nói rồi. Đấy, mà ai ở đây kiểu quá vô ý thức luôn. Rồi, bây giờ mình phải xúc cái này vô để mà cho vào cái bịch rác đen của mình đây này. Xong cái mình phải mang về nhà để mà vắt rác. Đó, nó rất là, nói chung là rất là vô lý luôn. Nhưng mà để như vậy cũng được, tại có mang theo chó nữa. Vậy là các bạn mà có rác mà đi camping mà có rác mà mang về nhiều á, thì ghé cây xăng hoặc là mấy cái chỗ mà trạm nghỉ dừng chân á, rồi vắt rác vô mấy cái chỗ đấy cũng được. Đó, khỏi phải mang về nhà. Này, đất. Đi đâu? Quá dơ, vô ý thức. Đó, cho nó sạch sẽ.
Rồi, đây còn lòng bia nữa. Tại mấy cái này á, uống xong mang về, đem vất đâu có gì khó khăn đâu. Nhưng căn bản là cái ý thức á. Rồi, bây giờ đi qua thêm chỗ này nè. Bên chỗ này là uống bia xong rồi ném chai vỡ tùm lum rồi. Nay có con nít đi là nguy hiểm lắm. Nè mọi người xem nè, mảnh chai nè, bự quá trời luôn. Tại mình cái mảnh trái này không biết á, một hồi mưa lớn với đâu nó trôi xuống dưới sông á, là ai mà xuống đây kiểu tắm sông vào mùa hè là thôi. Nè coi này, mà mình nghĩ cái này chắc nè, cái này là chảy đen như vậy chắc là mình nghĩ người ta uống xong kiểu đốt lửa, đốt lửa xong uống xong rồi vất trong cái lò lửa, rồi đến khi đi về giòn là chắc đổ xuống đây luôn, là kê luôn, mặc kê luôn á. Là mình dám nghĩ chắc dưới sông này là đã có mình trái rồi. Tại cái trò mà uống xong mà vắt chai bia vào trong lò lửa là mình thấy nhiều người làm. Không biết mục đích để làm cái gì, lười. Mấy cái này đạp vào là thôi đi luôn cái chân. Cho nên các bạn mà đi cắm trại á, nếu mà ai mà có cái safety boot giống như mình này, hoặc là mấy cái chai lèo núi cũng được đó, thì chịu khó mang mấy cái này vào đi cắm trại á, là thứ nhất là nếu mà gặp rắn về đô, là đi trong bụi á, đi cắt cây về đô á, gặp rắn về đô hoặc là cây đổ á, thì nó không sao cả, nó đỡ hơn nhiều đó. Rồi mình thấy chắc là cũng ok rồi đó. Mấy cái mảnh trái nhỏ này á, khó thấy lắm nhá. Mình cố gắng lấy nhiều nhất có thể đó. Rồi bây giờ còn một chỗ nữa. Mọi người xem này, này. Cái này là cái hey this. No, go back. Hey this. Hey. Come here. Go back. Hey this, come. Good boy. Sit. Này. Cái này là khăn giấy ướt này. Mà chắc là cùng cho em bé đi hay gì á. Đó, có phân này. Chán thật đi chứ. Khăn giấy ướt này là chắc chắn là nhà có con nít trên này. Đó, đi ngay kiểu lô thiên như vậy luôn. Rồi đi xong là vất khăn giấy ướt ở đây một đống, biết để ai dọn. Tại cái khăn giấy ướt này nó rất là khó để phân hủy. Đó, là thường thường mà đúng là đi cắm trại là người ta không khuyến khích các bạn là dùng khăn giấy ướt rồi. Có những loại khăn giấy ướt có phân hủy được, còn có những loại là không được. Nhưng mà không có khuyến khích sai cái này. Đó, mà đã vậy á, không trốn dưới đất thì thôi. Còn để lô thiên như thế này nữa là đúng là không được. Thấy không? Mình đi làm sao giữ ý thức cho người khác nhé. Thế nếu mà có ai mà đi cắm trại chỗ mình giới thiệu thì mọi người nhớ đừng làm như thế này nhé. Dưa.
các bạn đi cắm trại không có toilet thì sắm cái sàng giống như mình, xong cái đi chỉ cần cái sàng này thì đạp cái xúc một cái hố để đi toilet xong rồi lấp lại cái là xong rồi, chứ đâu cần phải làm cái gì nhiều đâu. Đó thì mình dọn sơ sơ cái khu xung quanh mình ở như vậy là ok, là nếu mà thấy thêm rác thì mình sẽ bỏ vào mình mang đi vứt. Đó thì mọi người nhớ giữ gìn vệ sinh sạch sẽ sau khi mỗi lần đi cắm trại. Đó thì qua đây mình muốn nói thêm một chuyện nữa là những người mà thích đi cắm trại cộng với là việc câu cá giống như mình thì thường hay muốn cắm trại gần sông, sát bờ sông, mà để mà đi đúng luật á, đi toilet đúng luật như người ta nói á, là cách cái bờ sông 100 mét thì nó rất là xa, nó để đi ra toilet rất là xa, cho nên cái chuyện mà mang theo cái toilet như tụi mình á là cái chuyện mình thấy là rất cần thiết, mà mình khuyên các bạn trong những video trước nhiều rồi, mà hôm nay mình nói lại cho những cái bạn mới biết tới channel của mình để hiểu rõ hơn về cái việc này. Đó thì các bạn không cần phải sắm cái toilet như mình, mà nó có cái loại tương tự như vậy mà bơm bằng tay, cái của mình là ấn nút bơm bằng điện như ở nhà, nhưng mà có cái loại bơm bằng tay là cũng dễ dàng thôi. Có giá của nó chắc cũng hơn 100 một tí, có hoặc là size nhỏ cho hai người size nó cũng thoải mái, có hơn 100 đồng thôi à. Đó mà sắm được cái đó về thêm một cái lều để bỏ cái toilet vào nữa thì các bạn thoải mái, các bạn phải đào lộ này, trời mưa là đi là vô tư, nó không sợ ướt này nọ, rồi nói vậy chứ đi nơi cỏ sạt bụi này nọ lờ cỏ rắn hoặc con gì nó cũng nguy hiểm chứ không phải là giỡn đâu. Đấy thì nếu mà các bạn nào mà quan tâm tới vấn đề sức khỏe vậy là giữ gìn vệ sinh sạch sẽ thì mình khuyên một lần nữa là các bạn nên xem xét cái việc là mua cái toilet để đi camping.